Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Trong lúc một mình đi xe máy làm nhiệm vụ tuần tra khu vực điểm nóng về phá rừng trên địa bàn được giao bảo vệ và quản lý, ông Nguyễn Kim Anh, phó trạm kiểm lâm số 2 của khu bảo tồn thiên nhiên Easo, tỉnh Đắk Lắk đã bị bắn tử vong. Trên người có 14 vết đạn. Theo đánh giá của cơ quan chức năng địa phương thì đây là một vụ việc rất nghiêm trọng. Đến cuối chiều 4 tháng 12, sau khi gia đình cùng chính quyền địa phương đã lo xong hậu sự cho ông Nguyễn Kim Anh, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân ông tử vong trong rừng với 14 vết đạn hoa cải. Trước thông tin ông Nguyễn Kim Anh tử vong trong rừng, nhiều người dân, đồng nghiệp không khỏi tiếc thương. Các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, người dân trong xóm đã thăm hỏi, động viên thân dân trước sự ra đi đột ngột của ông Nguyễn Kim Anh, đồng thời mong muốn lực lượng chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thay mặt chính quyền địa phương đến viếng, chia buồn và hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Kim Anh 30 triệu đồng. Ngoài ra, ông Yên Nhuân Pia, Bí thư huyện ủy IAK cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã đến chia buồn, hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo cơ quan chức năng phải nhanh chóng làm rõ vụ việc. Hiện nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Kim Anh vẫn đang được tập trung điều tra, làm rõ. Trước đó vào khoảng 5 giờ ngày 2 tháng 12, ông Nguyễn Kim Anh một mình đi xe máy tuần tra theo kế hoạch hàng ngày của trạm. Ông đã đi vào khu vực giáp ranh giữa khu bảo tồn thiên nhiên Easo với thôn Giang Đông, xã Eada, huyện Krông Năng. Đây là khu vực trạm kiểm lâm số 2 thường chốt chặn để ngăn các đối tượng xâm nhập rừng, săn bắn, bẫy bắt, khai thác lâm sản trái phép rồi đưa về khu vực thôn Giang Đông tiêu thụ. Trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ sáng cùng ngày, do không thấy ông Anh về trạm, mọi người đã gọi điện nhưng chỉ thấy điện thoại đổ chuông, không ai bắt máy. Lúc này, các nhân viên trong trạm nghĩ ông Anh đi ăn sáng chưa về. Tuy nhiên đến khoảng 11 giờ, qua nhiều lần gọi điện mà không thấy ông Anh nghe máy, mọi người đã tổ chức đi tìm tại các địa điểm mà trạm hay tuần tra, mật phục các đối tượng phá rừng. Khi đến khu vực trạm thường hay cất xe để đi tuần tra rừng, thì phát hiện xe máy của ông Anh và chìa khóa vẫn còn nằm trên xe. Lúc này, mọi người tiếp tục mở rộng tìm kiếm địa bàn xung quanh, rồi đi theo các lối mòn vào khu bảo tồn, nhưng vẫn không phát hiện tung tích ông Anh. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm được một số người dân cho biết, từ sáng sớm đã thấy xe ông Anh bỏ lại tại đây. Đến hơn 13 giờ, trạm kiểm lâm số 2 báo cáo về lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên Easo. Nhận được thông tin, lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên Easo đã điều động lực lượng kiểm lâm của các trạm để tìm kiếm. Đến khoảng hơn 15 giờ, lực lượng tìm kiếm phát hiện ông Anh nằm bất động tại một rẫy ngô của người dân và đã tử vong. Thông tin nhanh chóng được khu bảo tồn thiên nhiên Easo báo lên cơ quan chức năng. Sau đó, các lực lượng công an, viện kiểm sát nhân dân, pháp y đã xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi khám nghiệm, cơ quan chức năng bước đầu xác định ông Anh bị bắn vào vùng bụng bằng súng tự chế, trên người có 14 vết thương do đạn gây ra. Lúc 1 giờ ngày 3 tháng 12, sau khi kết thúc khám nghiệm, thi thể ông Anh được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương. Những vụ việc không may xảy ra ở các điểm nóng trong công tác bảo vệ rừng, các cán bộ kiểm lâm thường xuyên phải va chạm với những người có ý định phá rừng, chiếm đất, luôn là mối lo ngại thường trực. Vào năm 2022, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận thông tin và vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc một cán bộ bị trúng đạn chì trong khi làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam cho biết, vụ việc xảy ra ngày 2 tháng 11 năm 2022, khi lực lượng của Hạt Kiểm Lâm huyện Đức Trọng phối hợp với Ủy ban Nhân dân Phú Hội và Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đại Ninh thực hiện tuần tra tại khoảnh 5 tiểu khu 350 thuộc địa giới hành chính xã Phú Hội, Đức Trọng. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, các đoàn nghe tiếng động lạ, sau đó phát hiện trên lưng áo khoác ông Nguyễn Thế Cường, đội trưởng đội quản lý bảo vệ rừng, chuyên trách Hạt Kiểm Lâm Đức Trọng, có một vết rách và một viên đạn chì trúng vào lưng. Cùng thời điểm xảy ra vụ việc, có một nhóm 8 người lạ mặt tới khu vực tổ công tác đang làm việc, dùng những lời lẽ xúc phạm tổ công tác và tìm ông Cường hỏi chuyện. Tổ công tác phát hiện khu vực rừng bị lấn chiếm, được cắm nhiều chông để ngăn cản ô tô của lực lượng chức năng vào hiện trường. Nhận được tin báo, Công an xã Phú Hội đã đến hiện trường kiểm tra, nhưng không phát hiện được đối tượng sử dụng vũ khí tấn công tổ công tác. Để đảm bảo an toàn, tổ công tác đã tạm ngừng việc tuần tra. Liên quan đến vụ việc, đến ngày 7 tháng 11 năm 2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Công an Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng đề nghị phối hợp,
hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng vũ khí tấn công lực lượng bảo vệ rừng. Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng có văn bản giao công an huyện và các lực lượng chuyên môn phối hợp, hỗ trợ kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng điều tra, xác minh, làm rõ thông tin vụ việc sử dụng vũ khí tấn công lực lượng bảo vệ rừng trên địa bàn xã Phú Hội, giao hạt kiểm lâm huyện tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Trước đó, vào ngày 2 tháng 3 năm 2022, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã điều tra, truy bắt nhóm lâm tặc tấn công trọng thương 3 kiểm lâm viên khi làm nhiệm vụ của vườn quốc gia Cát Tiên. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tổ tuần tra gồm 9 người của hạt kiểm lâm vườn quốc gia Cát Tiên tiến hành tuần tra bảo vệ rừng theo kế hoạch. Đến khoảng 2 giờ sáng, tại tiểu khu 42 vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa phận ấp 4, xã Đắc Lùa, huyện Tân Phú, lực lượng tuần tra phát hiện một nhóm khoảng 7 người đang săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện lực lượng kiểm lâm, nhóm người này dùng hung khí, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả, gây thương tích cho lực lượng tuần tra. Hậu quả làm 3 người bị thương, gồm Phạm Ngọc Tuấn, phó trưởng trạm kiểm lâm cơ động, 2 kiểm lâm viên Triệu Văn Hai và Lương Văn Bảo. Kiểm lâm viên Triệu Văn Hai cho hay, khi phát hiện nhóm đối tượng đang săn bắt thú rừng, chúng tôi tiến hành bắt giữ, thì các đối tượng đã chống trả quyết liệt và tấn công vào người anh Phạm Ngọc Tuấn. Riêng tôi, một đối tượng phun dao chém trúng mặt và tay. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tân Phú đã tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt các nghi can gây án. Bước đầu đã xác định được danh tính 5 nghi can là Trần Văn Tuấn, 34 tuổi, Trần Văn Trường, 36 tuổi, Nguyễn Văn Lộc, 45 tuổi, Trương Văn Danh, 35 tuổi, cả 4 ngụ huyện Tân Phú và Đinh Văn Hùng, 40 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng. Đến trưa cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú đã bắt khẩn cấp 3 nghi can Trần Văn Tuấn, Đinh Văn Hùng và Trương Văn Danh để điều tra về các hành vi săn bắt động vật hoang dã trái phép, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu trong năm 2022 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 cán bộ kiểm lâm công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và hạt kiểm lâm Vũng Tàu, Phú Mỹ. 4 cán bộ kiểm lâm gồm Tạ Thanh Tùng, sinh năm 1989, Trần Xuân Hưởng, sinh năm 1988, Lê Văn Sinh, sinh năm 1967 và Nguyễn Kim Bình, sinh năm 1985, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, tháng 6 năm 2021, cơ quan chức năng phát hiện một khu đất rừng tại tiểu khu rừng Phước Tân, núi Thị Phải bị chặt cây, đào bới, san gạt với diện tích khoảng hơn 1,6 hectare. Từ cuối tháng 6 đến tháng 8 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Quang Minh, sinh năm 1974, trú tại thị xã Phú Mỹ, để điều tra về tội hủy hoại rừng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Minh khai nhận đã thuê người chặt cây, chẻ đá và đào bới ở khu đất rừng nêu trên để xây dựng hồ chứa nước và một số công trình khác. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!